Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong, người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, khám phá thế giới. Sau khi thất bại thảm hại trong cuộc thập tự chinh lần thứ 2, những thế lực của Thiên Chúa Giáo phương Tây đã không dám bén mảng tới khu vực Tiểu Á và Bắc Phi trong suốt một thời gian dài. Chính sự suy yếu của Thiên Chúa Giáo đã tạo ra thời cơ vàng cho những thế lực Hồi giáo dần lấy lại được vị thế của bản thân. Và rồi, sau nhiều năm tháng bị chia cắt, dẫn tới không tập trung được sức mạnh tối đa để có thể đương đầu với những cơn sóng thần đến từ phương Tây, thì một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới Hồi giáo đã xuất hiện, thống lĩnh các bộ tộc Hồi giáo và xây dựng một đế chế hùng mạnh như cái cách mà giáo chủ Muhammad hay Abu Bakr đã từng làm. Con người kiệt xuất đó chính là chiến binh bất tử Saladin. Saladin, chiến thần vĩ đại nhất trong các vị chiến thần, viên chiến tướng lừng danh nhất trong những vị chiến tướng lừng danh của thế giới Hồi giáo. Ông là vua Hồi giáo của Ai Cập và Syria, là người sáng lập ra vương triều Ayyub, cũng chính là người có thể đưa toàn quân Hồi giáo đứng ngang hàng với những chiến binh thập tự thiện chiến. Ở thời đỉnh cao quyền lực, vương quốc của ông bao gồm Ai Cập, Syria, Mesopotamia, Hejaz, Yemen và một phần khu vực Bắc Phi. Thống lĩnh đế quốc Hồi giáo đối đầu trực tiếp với các đạo quân thập tự chinh. Thế nhưng Saladin lại được chính tài liệu lịch sử của Thiên Chúa Giáo nhắc tới trong dáng vẻ của một minh quân, một chiến binh dũng cảm, trọng danh dự và công bằng, cũng như vô cùng khoan dung và độ lượng. Ông cũng được sự kính trọng của rất nhiều tướng lĩnh và lãnh đạo quân đội thập tự chinh, trong đó có vua Richard I của nước Anh. Vậy rốt cuộc thì ông đã bước lên con đường trở thành một huyền thoại như thế nào? Cuộc thập tự chinh lần thứ 3 được phát động để chống lại ông ra sao? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Khởi nguồn của một huyền thoại. Saladin, tên thật là Yusuf, có nghĩa là sự chính đáng của đức tin. Sinh năm 1138 tại Tigris, Iraq, trong một gia đình sĩ quan cao cấp trong liên quân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Saladin trải qua thời niên thiếu của mình ở Damas, Syria, một trong những thành phố lớn của thế giới Hồi giáo. Vốn là con nhà nòi, ngay từ bé, Saladin đã bộc lộ những thiên phú của một kỳ tài quân sự. Được sự nâng đỡ hết sức của người chú, Sikup, một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong quân đội Syria lúc bấy giờ, ông được chỉ định làm chủ huy một số pháo đài và giành được những thắng lợi đầu tiên trên con đường binh nghiệp của một chiến binh vĩ đại. Sự nghiệp quân sự của Saladin bắt đầu dưới sự giám hộ của người chú Asad ad-Din Siku. Ông này là một chỉ huy quân sự quan trọng dưới quyền của Nur ad-Din, người đã chiếm thành Edessa và là mục tiêu của cuộc thập tự chinh lần thứ 2 mà Battle Cry đã nhắc tới trong tập trước. Bước ngoặt của cuộc đời đến vào năm Saladin 26 tuổi. Sự kiện này sau đó chính là bước đệm để đưa ông bước lên đỉnh cao danh vọng. Năm 1163, tể tướng Sawa của vương triều Fatimid, một vương triều thuộc lãnh thổ Ai Cập ngày nay và nằm dọc trên biển đỏ, bị trục xuất do đối thủ Vu An có âm mưu tạo phản. Chịu ấm ức và phải rời khỏi Ai Cập, Sawa đã liên hệ với vua Sidi nhằm yêu cầu sự ủng hộ quân sự để tiến hành một cuộc chính biến tại Ai Cập. Vốn đã có tham vọng với miền đất Ai Cập từ lâu, ngay khi nhận được lời đề nghị của Sawa, Nur ad-Din đã mừng ra mặt. Ông lập tức điều động Siku đường đường chính chính vượt eo đất Suez tiến vào lãnh thổ Ai Cập. Năm 1163, Siku cùng cháu trai Saladin đã lên đường cho cuộc viễn chinh tại Ai Cập. Bằng sức mạnh của cường quốc Tây Á, chỉ trong một thời gian ngắn, đoàn quân thiện chiến của Siku đã làm chủ hoàn toàn miền đất Ai Cập cổ đại và phục chức cho Sawa. Ngay khi một lần nữa leo lên đỉnh cao quyền lực, Sawa lập tức trở mặt với đồng minh và yêu cầu Siku rút quân khỏi lãnh thổ Ai Cập để đổi lấy một số tiền khoảng 30.000 đồng dinar vàng. Thế nhưng tất nhiên, Siku không phải là một gã hề để mặc cho Sawa giật dây. Ông cùng cháu trai Saladin đã có những tham vọng cho một vương triều của riêng mình tại chính Ai Cập. Lấy lý do là vua Sidi yêu cầu mình ở lại để bảo vệ nền độc lập của Ai Cập, Siku đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Sawa, đồng thời đóng quân tại bờ sông Nin phía tây dải Gaza. Mâu thuẫn giữa Siku và Sawa dần dần lên tới đỉnh điểm và cuộc chiến giữa hai thế lực chính trị trên đất Ai Cập là không thể tránh khỏi. Năm 1169, cuộc chiến giữa Siku và Sawa chính thức nổ ra.
quân viễn chinh thiện chiến của Sidi dưới sự lãnh đạo của Siku và Saladin đã nhanh chóng làm cỏ toàn bộ lực lượng của Sawa trên toàn lãnh thổ Ai Cập và uy hiếp trực tiếp tới thủ đô Cairo. Cuối năm đó, sau những nỗ lực công thành không biết mệt mỏi, Siku và Saladin đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Cairo. Saladin bắt giữ tể tướng Sawa và đích thân hành quyết ông ta. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, người chú đột ngột qua đời và Saladin đã nghiêm nhiên giành được binh quyền và trở thành tổng tư lệnh của vương triều Fatimid. Việc để một chỉ huy quân viễn chinh nắm được binh quyền chẳng khác nào một cái tát vào thẳng mặt những người cầm quyền tại vương triều Fatimid. Saladin đã trở thành mục tiêu hàng đầu của những âm mưu ám sát. Do lo ngại ông sẽ cướp ngôi, sau khi âm mưu ám sát ông bị phát hiện, Saladin tức điên người. Lập tức ông cho giải tán 50.000 binh lính gốc Phi của vương triều Fatimid và thay thế bằng binh sĩ của Sidi, những người ủng hộ ông tuyệt đối. Trên danh nghĩa chống lại các thế lực ám sát mình, Saladin đã đưa các thành viên gia đình mình lên nắm quyền và từ đó chi phối toàn bộ triều đình Fatimid. Năm 1171, Saladin đã xóa bỏ triều đại Fatimid và lập ra vương triều Ayyubid ở Ai Cập, áp đặt dòng Hồi giáo Sunni thay cho dòng Hồi giáo Shi'i của vương triều Fatimid và mở ra một thời kỳ vàng son trong lịch sử của Hồi giáo. Đả bại Damas. Sau khi lên ngôi, Saladin thiết lập sự thống trị lên phần lớn Trung Đông sau hàng thập kỷ chiến tranh. Từ cội nguồn sức mạnh của mình tại Ai Cập, Saladin cùng với dòng họ Ayyubid đã mở rộng biên giới về vương triều phía Tây là Libya và Yemen vào tháng 4 năm 1173. Sau khi làm chủ Yemen, mục tiêu tiếp theo trong cuộc chinh phạt vĩ đại của chiến thần Saladin chính là làm chủ mẫu quốc Syria. Tại Damas, Nur ad-Din cũng nhận thấy sự bành trướng của Saladin là vô cùng khủng khiếp. Và với một tướng lĩnh từng đả bại cuộc tập tự chinh lần thứ hai, ông ta đủ thông minh để hiểu rằng nếu như mình không tiên hạ thủ vi cường, đả bại vương triều được Saladin xây dựng, thì mục tiêu tiếp theo sẽ chính là vương triều của ông ta. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, Nur ad-Din đã tập hợp một đội quân và gửi giấy triệu tập tới Mosul, Diyarbakir và Al-Jarija với một mục đích rõ ràng là chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Ai Cập của Saladin. Nhận được tin cấp báo từ Damas, vương triều Ayyubid đã lập tức tổ chức một cuộc họp để bàn về chiến lược phòng thủ quốc gia của họ để chống lại sức mạnh của đoàn quân Hồi giáo. Hoặc thậm chí, họ đã chủ tính tới việc xuất quân trước để chiếm lấy tiên cơ, hạ gục Nur ad-Din. Tuy nhiên, có một sự việc đã khiến cho Saladin chần chừ trong các quyết định của mình. Nhớ lại năm đó, Saladin cùng với chú của mình tiến vào Ai Cập theo lệnh của Nur ad-Din. Sau khi chú ông qua đời, ông nghiễm nhiên trở thành người thừa kế quân đội. Mặc dù ông chinh phạt được Ai Cập và Yemen bằng tài năng của mình, thế nhưng trên danh nghĩa, ông vẫn là tướng lĩnh của Nur ad-Din. Nếu như giờ đây ông chủ động xuất kích thì sẽ mang tiếng là phản chủ, chẳng phải sẽ cho Nur ad-Din một lý do tuyệt vời để thảo phạt mình hay sao? Giữa lúc mà Saladin còn đang đau đầu khi đánh cũng không được mà hàng thì cũng không ổn, thì dường như các vị thần đã giúp đỡ ông. Nur ad-Din đã chết sau khi bị đầu độc và ngai vàng của ông được giao lại cho con trai 11 tuổi. Sau sự ra đi của vua Sidi, Saladin đã hoàn toàn độc lập về mặt chính trị khi ông tuyên bố chỉ tận trung với Nur ad-Din, còn với người thừa kế kế nhiệm Sidi thì không. Trong một bức thư được Saladin gửi về Sidi, ông đã gọi cái chết của Nur ad-Din như một trận động đất làm rạn nứt nghiêm trọng các mối quan hệ của đôi bên. Thuận nước thì đẩy thuyền. Với dư chấn từ cái chết của Nur ad-Din, Saladin đã quyết định sẽ tổ chức một đòn tấn công phủ đầu vào cố hương Sidi. Tuy nhiên, điều này vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của thế giới Hồi giáo. Theo như quan niệm của thế giới Hồi giáo, thì hành động chiếm vùng đất của chủ nhân cũ sẽ là một hành động đạo đức giả và kẻ lãnh đạo của chiến đó thì không đủ uy tín để lãnh đạo thế giới Hồi giáo. Giữa lúc ở châu Âu thì đang dục dịch cho cuộc thập tự chinh lần thứ 3, thì Saladin đã hiểu rằng nếu mình cứ cố gắng chiếm lấy Sidi bằng được thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, đồng thời đẩy thế giới Hồi giáo đến bờ vực diệt vong. Tuy nhiên thì Saladin vẫn rất mong muốn có thể chiếm được Sidi. Cuối cùng ông nghĩ ra một diệu kế. Khi nhận ra rằng không chỉ mình mà còn rất nhiều thế lực khác đang nhòm ngó Sidi, do quân vương thì vẫn còn là một đứa trẻ
và không thể lãnh đạo chính sự. Saladin biết rằng đây là thời cơ của mình. Do chưa trở mặt với Nuradin, thế nên trên danh nghĩa Saladin thì vẫn là một tướng lĩnh của triều đình Damas. Nếu như có chính biến xảy ra, chính quyền non trẻ tại cố hương của ông hoàn toàn không đủ năng lực để chống trả, và một lời cầu viện sẽ giúp Saladin chiếm lấy Syria mà không tốn chút sức lực nào. Sau nhiều năm tháng chờ đợi, cuối cùng thời cơ mà Saladin mong chờ đã tới. Sau khi lên ngôi, vị vua trẻ tuổi của Syria đã bị một kẻ có tham vọng khác trong triều đình ép buộc phải chuyển tới Hama. Không chịu nổi sự sỉ nhục đó, những cận thần trung thành với triều đình Syria đã yêu cầu Saladin tới giúp sức. Nhận được tin này, ông vui như mở cờ trong bụng. Lập tức, một đội quân lớn được lệnh xuất kích nhằm hướng Damas mà tiến quân. Trước sức mạnh kinh khủng của Saladin, những kẻ ép vô thoái vị đã phải buông kiếm đầu hàng. Và Saladin, trên danh nghĩa là người bảo vệ hoàng gia, nghiêm nhiên trở thành kẻ nắm lấy đại quyền. Cả Damas và Syria rộng lớn nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của ông. Khi ra đi, Saladin chỉ là một tên lính tôm tép. Thế nhưng khi trở về, ông như một vị thánh bước ra từ kinh Koran trong sự hân hoan của người quốc và nhân dân Syria. Mặc cho đã nắm giữ một vùng đất vô cùng rộng lớn, thế nhưng tham vọng của Saladin thì vẫn lớn hơn rất nhiều, và vùng đất thuộc sự kiểm soát của thập tự quân cũng như toàn miền Lưỡng Hà rộng lớn chính là mục tiêu tiếp theo được ông nhắm tới. Biến cố tại Hama. Sau khi làm chủ được Syria, Saladin đã để anh trai của mình làm thống đốc Damas, còn bản thân mình thì chuẩn bị cho những cuộc chinh phạt tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo được ông nhắm tới chính là thành Hama, nơi mà con trai của Nuradin đang trấn thủ sau khi cuộc chính biến tại Damas xảy ra. Với đại quân cùng khí thế dâng cao trong tay, Saladin chẳng mấy chốc đã làm chủ được thành Hama, một thành phố cách Damas hơn 200 km về phía bắc. Sau khi làm chủ được thành Hama, một biến cố khác đã xảy ra với Saladin. Chuyện kể rằng một tổ chức sát thủ ở Ai Cập có tên là Assassin đã có mối hiểm khích với Saladin từ sau khi ông lật đổ triều đình Fatimid. Nhận thấy cơ hội Saladin mới chiếm được thành phố, tình hình thì vẫn còn nhiều bất ổn. Họ chuẩn bị một kế hoạch để ám sát ông. Theo như những chủ tính trước đó, nhóm sát thủ Assassin gồm 13 người đã cố gắng lẻn vào trong doanh trại. Nhưng đen đủ thay, khi họ còn chưa kịp nhìn thấy mặt của Saladin thì lại bị tướng quân của ông phát hiện. Cực chẳng đã, những tên sát thủ này đành phải bỏ chạy, và Saladin vì vậy mà thoát nạn. Khi vừa thoát khỏi lưỡi gươm của những tên sát thủ thì Saladin lại phải đối mặt với một thách thức mới, khi mà các đối thủ của ông tuyên truyền rằng ông đã quên rằng ông là đầy tớ của Nuradin, và cho thấy ông không có lòng biết ơn đối với chủ cũ của mình khi bao vây con trai của ông ta và dấy lên một cuộc nổi loạn chống lại chủ nhân của mình. Tất nhiên, Saladin thì cũng đã lường tới những điều này ngay từ khi ông định giao chiến với Nuradin. Và cũng thật may mắn cho ông, tại thời điểm đó, một cánh quân thập tự đang gây rối ở khu vực đó. Saladin đã thống lĩnh đội kỵ binh của mình hủy diệt đội quân này và tuyên bố đây là một hành động bảo vệ người Hồi giáo khỏi thập tự quân. Và đây là một chiến thắng mở cửa của trái tim những người Hồi giáo. Cuối cùng, ông dẫn quân danh chính ngôn thuận tiếp quản thành Hama trong sự bất lực của Sa'ib al-Din, con trai của Nuradin. Việc Saladin nuốt trọn thành Hama thực sự đã chạm tới giới hạn của Sa'ib al-Din, vị vua trẻ tuổi coi đây là một sự sỉ nhục với gia tộc và triều đình Zeji. Cuối cùng, ông này tập hợp một lực lượng lớn quân đội tại Aleppo để chuẩn bị giao chiến với Saladin, lấy lại niềm tự hào cho gia tộc. Mặc dù Saladin đã cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến xảy ra, thế nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn. Trận đại chiến giữa Saladin đại diện cho vương triều Ayyubid và Sa'ib al-Adin của vương triều Zeji vào ngày 13 tháng 4 năm 1175, quân của Zeji đã hành quân để tấn công lực lượng của ông. Thế nhưng ngay sau đó, họ lại thấy mình bị bao quanh bởi các chiến binh Ayyubid kỳ cựu của Saladin và cuối cùng thì bị tiêu diệt. Trận đánh kết thúc với một chiến thắng quyết định dành cho Saladin. Ông truy kích nhà Zeji tới tận cửa Aleppo, buộc các cố vấn của Sali phải trao cho ông các tỉnh của Damas, Homs và Hama, cũng như một số thị trấn bên ngoài Aleppo. Sau khi giành chiến thắng trước tộc Zeji, Saladin tự xưng làm vua và xóa tên của nhà lãnh đạo Zeji trong lời cầu nguyện hôm thứ Sáu và tiền đúc của người Hồi giáo. Từ đó,
ông ra lệnh cho những buổi cầu nguyện trong tất cả các nhà thờ Hồi giáo của cả Syria và Ai Cập như là một vị vua có chủ quyền. Ông cho ban hành tại Cairo tiền vàng đúc tên của ông, quốc vương của các vương quốc Hồi giáo nhỏ trong khu vực, chào đón ân cần Saladin và tuyên bố ông là vua của Ai Cập và Syria. Những chiến tích kinh thiên động địa của Saladin đã mở ra một thời kỳ thịnh trị cho vương triều Ayyubid cũng như là cả thế giới Hồi giáo. Thế nhưng, tham vọng của Saladin thì nào có dừng lại. Ông vẫn muốn làm chủ khu vực lưỡng hà rộng lớn nên tiếp tục bắc phạt. Vậy, rốt cuộc, Saladin có thực hiện được cuộc chinh phạt vĩ đại của mình lên phía Bắc hay không? Hay liệu những nhà lãnh đạo của thế giới Thiên Chúa Giáo có để mặc cho ông thỏa sức tung hoành? Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo trong series Thập Tự Trinh để cùng tìm câu trả lời nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Khám Phá Thế Giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!